Nguồn tin từ trang tin công nghệ Hàn Quốc The Alley cho biết, Apple đã đặt hàng một lượng lớn màn hình từ LG Display và Samsung Display. Trong đó, LG sẽ cung cấp tấm nền LTPO với tính năng Always On và tần số quét cao. Theo đó, hai trong số các model ra mắt năm sau sẽ sử dụng tấm nền Silic đa tinh thể nhiệt độ thấp LTPO. Có thể tấm nền này chỉ được dùng cho các model phiên bản Pro. Trong khi đó, tính năng màn hình Always On luôn sáng có thể gây ngốn pin cho iPhone, nên không rõ Apple có sẵn sàng nâng cấp pin trên iPhone 13 hay không. Theo Samsung Display, Apple mong muốn bán ra từ 160 cho tới 180 triệu iPhone, cả iPhone 12 và 13 sử dụng màn hình OLED. Hiện tại, tất cả các model iPhone 12 đều đã sử dụng màn hình OLED và nhiều khả năng iPhone 13 cũng sẽ như vậy. Màn hình tần số quét cao là một trong những tính năng được yêu thích nhất trên các mẫu di động Android trong năm qua. Thậm chí một số model Android tầm trung cũng đã được trang bị màn hình 90Hz, trong khi iPhone vẫn trung thành với màn hình 60Hz. Ngoài màn hình tần số quét cao, các mẫu iPhone 2021 có thể đưa trở lại một tính năng rất được yêu thích khác, đó là Touch ID. Tuy nhiên, chưa rõ Apple muốn đưa Touch ID lên nút nguồn của máy hay đặt ẩn dưới màn hình. Một chi tiết khác được QO tiết lộ là iPhone 13 sẽ chạy chip A15 mới do Apple thiết kế. Đây là con chip được xây dựng trên chipset Apple A14 dùng cho iPhone 12. Ngoài ra, vẫn chưa có thêm nhiều thông tin rò rỉ về iPhone 13. Một số nguồn tin cho rằng hãng tiếp tục giới thiệu 4 model khác nhau. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải đợi khoảng từ 9 tới 10 tháng nữa để chứng kiến bản ra mắt của iPhone thế hệ tiếp theo.